Nam Mô Bụt Tha. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăng Má trên Mao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Dạ con tri ân sư, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 1 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 3 ân đức pháp Dhammaguna, biến thể và bất biến thể trong ngạn ngữ sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật hiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để kính nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều an tan biến. Nguyện mọi loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn hoan nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 3 ân đức pháp Dhammaguna, biến thể và bất biến thể trong Phạn ngữ. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Anh đừng buồn cái thời gì. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng.
cho tất cả đồ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay trong cái tựa đề của bài học có đề cập đến ân đức pháp, biết thể và bất biết thể trong Phật ngữ. Cái tựa đề bài học này chúng tôi không biết là chúng tôi phải dạy như thế nào, bởi vì ở trong bài học chúng ta đang học về cách đọc và giải thích ngữ nghĩa. Còn cái vấn đề biến thể và không biến thể, cái đó khi chúng ta học thuần về ngữ pháp rồi. Bởi vì nếu mà chúng ta học ở trong bài học thì chỉ hướng dẫn ý nghĩa và tụng đọc ân đức pháp thôi, ở trong những bài kinh tụng chỉ có danh từ và nếu có nữa thì có tịnh từ, chứ ít có trường hợp có động từ, trừ ra những bài kinh dài mới có xài động từ. Còn những cái bất biến thể như là liên từ với từ thì thỉnh thoảng chúng ta mới gặp, cho nên chúng tôi chỉ dạy về ân đức pháp. Còn cái phần ngữ pháp ở phía sau đó, biến thể bất biến thể, thì sẽ có một dịp khác trình bày cho quý vị. Ở trong kinh điển Pali, trong Phật giáo Nam truyền, thì khi mà chúng ta xưng tán ân đức thì xưng tán đức Tam Bảo luôn, cả đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, và chúng ta
trì niệm thì cũng trì niệm Phật Pháp Tăng. Nhưng mà vì người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa cũng mất truyền, cho nên chúng ta chỉ quen thuộc với ơn Đức Phật như vật ưng cúng, chánh niệm tri mình hạnh túc thiện thể thế dân giả, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thích Tôn. Nhưng mà khi nói đến sáu ơn Đức Pháp và chín ơn Đức Tăng thì chúng ta không có biết đến, chúng ta không có trì niệm. Chính cái điều này mà ở trong cái môn học Pali kinh tụng thì chúng ta mới học trước những cái bài này để cho chúng ta làm quen và chúng ta tự tụng. Trước hết là chúng ta học về cái cách đọc của cái bài kinh này. Svakkhato Phagavata Phagavato Dhammo. Người trong cái bản kinh đó, thưa quý vị, trong cái bản kinh đánh sai một chữ, không biết là sư tự tri có sửa là dùng được cái chữ chữ xoa kha tô phát qua ta phát qua ta phát qua tô rồi phát qua ta tham mô. Phật của ta, các vị cho lên một cái bài đấy để chúng tôi hướng dẫn cho. Svakkhato Phagavata Dhammo Sanditthiko. Cô Nhật Quỳnh chờ đánh lại cái chữ Phagavata Dhammo. Dạ. Sanditthiko Akaliko Ehipasiko Opadayiko Pachatang Veritako Vujuhiti. Trước hết chúng ta phân tích về văn phạm để chúng ta biết mà chúng ta dễ đọc. Chữ Svakkhato á, chữ Akkhato tức là nói thuyết, còn chữ Sva ở đây tức là chữ xô, chữ xúc uống. Nó gặp một cái nguyên âm thì nó biến thành chữ pháp. Chữ xuống có nghĩa là khéo, xuống akhato
Sút Akato thành Srakato, Srakato. Nhưng mà chữ trường hợp này là trường hợp ngoại lệ, là khi cái nguyên âm đứng trước cái phụ âm két, thường thì nó sẽ là đoạn âm. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này là ngoại lệ thì nó thành thành a chứ không phải ắc a a. Thật ra chúng ta đọc là Svakato, Svakato hơi dài hơn một chút, cũng giống như những cái từ nào mà cái gốc của nó là nữ tính thì khi nó ghép với phạm két thì nó cũng vẫn để nguyên. Ví dụ như chữ Vedana thọ quẩn thì Vedana khanh thù, còn Rupa đoạn âm thì đó là Rupa khanh thù, Rupa khanh thù. Cho nên có những trường hợp ngoại lệ chúng ta đừng có nghĩ là sai. Soát kha tô, soát kha tô. Và chúng ta thấy chữ ô ở phía sau chữ này đó, thì chữ ô đó nó đồng tánh với chữ Dhammo, chữ Dhammo. Và trong cái bài kinh này, chữ Dhammo, chữ Dhammo là chủ ngữ. Và chúng ta cần phải hiểu cái động từ ngầm, động từ ẩn là chữ hô thiết. Còn chữ Phakvata, Phakvata sở dụng cách, sử dụng cách tức là cách thứ ba đó. Do bởi với bằng, nghĩa là gì? Cho nên chữ soát kha tô nó là một quá khứ từ mà trở thành một tỉnh từ, có nghĩa là được khéo thuyết. Thì do đó cái câu và Svakato Phakvata Thammo tức là pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Chữ Sanitiko cũng là một tỉnh từ, nhưng mà nó ghép từ cái, nó có nhiều từ để nó biến dạng, nó biến thể. Ở trong tiếng Pali đó thưa quý vị, chúng ta học về ngữ pháp á, những cái danh từ thuần túy, tính từ thuần túy, thuần túy nó có một số lượng cũng ít thôi, nhưng mà đa phần là những danh từ samasa hợp thể hay là hợp phức, hợp phức ngữ, hoặc là tathita tức là những danh từ mà nó được biến từ một cái danh từ khác, hoặc là kitaka tức là những danh từ mà nó được hình thành từ căn của động từ.
Còn những cái từ mà những danh từ có thể do hai hoặc là do ba cái danh từ khác mà ghép lại thì chúng ta gọi samasa là hợp thể hay là hợp phức ngữ. Thì bây giờ đó, cái chữ Phát-va-ta thông thường chúng ta hiểu cái nghĩa là Đức Thế Tôn, chúng ta cứ dịch là Đức Thế Tôn, chúng ta dịch đơn thuần như vậy thôi. Nhưng mà phân tích ra thì chữ phát gác tức là tài sản hay là phần, và nó phối hợp với cái tiếp vị ngữ quan tú, phật quan tú là người có phần. Mà trong cái bài học trước nói về ở Đức Pháp, chữ Pháp ba là chúng tôi đã phân tích rồi. Thì cái chỗ này hôm nay chúng ta cần phải hiểu thêm cái ngữ pháp là chữ phát ba, phát ba tô, phát ba tú thuộc danh tính từ, có nghĩa là nếu đi với một danh từ khác thì nó là tính từ, nhưng mà đi độc lập như thế này thì chúng ta xài danh từ có nghĩa là Đức Thế Tôn. Mà chia theo sử dụng cách trải thành ra bởi Đức Thế Tôn. Chữ Dhammo, chữ Dhamma là pháp. Nó từ cái căn động từ của căn động từ Thariti, Tharat. Thara có nghĩa là mang, giữ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói là chưa? Chúng tôi đang bị mất kết nối nha. Chúng ta đọc là chữ tham mô, chữ tham mô. Chữ tham mô ở đây đó, chúng ta nói cái nghĩa thông thường là giáo pháp. Còn nếu mà chúng ta phân tích ra đó, thì chữ tham má nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà chúng ta đang học về phân tích kinh tụng thì chúng ta nói sơ qua thôi. Nếu mà phân tích nhiều quý vị cảm thấy rối, chúng ta cứ hiểu cái nghĩa này là nghĩa giáo pháp. Chữ Sanditiko đó là một cái vừa là Samana, một hợp thể, mà nó cũng vừa là một cái tách thứ tám, tức là để di chuyển quá ngữ, tức là chuyển quá ngữ từ cái danh từ đi thí, đi thá có nghĩa là thấy. Phối hợp với tiếp ngữ Iko, Ika
nó biến thành một tỉnh từ Sandipthiko. Sandipthiko tức là thiết thực hiện tại. Cái gì mà có thể thấy được ngay trong hiện tại, thấy trước mắt đó, thì chúng ta gọi là thiết thực. Xài cái nghĩa bóng thì giáo pháp không có thể thấy, nhưng mà ở đây xài cho cái nghĩa là hiện tại hay là hiện tiền. Chúng ta đọc là Sandhiko, chữ Akaliko. Cái từ này nó gồm có trước nhất chữ nát, nó biến thành chữ ác. Chữ Kala là thời gian thì nó trở thành Akala là phi thời gian. Thêm cái chữ Iko Ika thịnh thành Akalika, mà chia chủ ngữ Akaliko. Akaliko có nghĩa là một tính từ. Cái gì mà nó không lệ thuộc về thời gian đó, thì như vậy gọi Akaliko. Chữ Ehipasiko đến để thấy. Từ này rất đặc biệt. Chữ Ehi là một động từ, mà cái động từ này nó là chia theo mọi lệnh khách. Nó từ cái động từ Ehi, Ehi có nghĩa là đến, đi đến. Và Ehi là hãy đến. Hiếm có trường hợp một cái danh từ mà trong đó nó có một cái thành tố là một động từ. Hiếm lắm thưa quý vị. Thông thường thì những cái thành tố mà tạo nên danh từ đó thì có thể là một danh từ khác, một tính từ khác, hay là một phân từ khác, một quá khứ phân từ, hay là một hiện tại phân từ. Nó không thể nào là một động từ. Nhưng mà trường hợp này là trường hợp rất ngoại lệ. Còn chữ Pasico, chữ Pasa, từ cái động từ Pasati, có nghĩa là thấy. Và Ehipassa là hãy đến để thấy. Khi nó muốn biến thành tỉnh từ thì nó thêm chữ Ika vào, cho nên thành Ehipassiko, tức là hãy đến để mà thấy, hoặc là đến để mà thấy, đến để thấy. Đọc là Ehipasiko Opanayiko. Chữ Opanayiko, Opanayiko thì ở đây nó xuất phát từ cái căn động từ là chữ Ni, cho ra một cái động từ tướng là nê, nê tí, hoặc là na giá, na giá tí. Nê na giá
Từ tăng độc là ni, có nghĩa là dẫn đến, hướng dẫn. Và thêm cái tiếp đồng ngữ upas, upas, upana, upaneti hoặc là upanayati, động từ của nó tức là dẫn dắt. Thì chữ lấy cái động từ cơ bản thành upanaya, upanaya ở đây đó là động từ cơ bản của động từ upanayati. Khi mà phối hợp với chữ đi cá, chữ nát có chấm nát nát, thì ta bỏ chữ nát đi thành chữ giữ cái chữ y cá thôi, và chữ nát mà được xóa bỏ đó thì nó sẽ tăng cường cái nguyên âm đầu của chữ thành ô, ú đó thành ô, cho nên chúng ta có cái chữ ô panajiko, tức là hướng đến. Chữ này còn chỉ có nghĩa là hướng đến thôi, hay là gọi là hướng thượng. Nếu mà phân tích ngữ pháp theo cái kiểu này đó, thưa quý vị Phật tử, chúng ta khó nắm bắt được lắm. Thật ra đó, thì khi mà dạy Pali mà gọi là dạy phản ứng Pali, lúc ban đầu là chúng tôi dạy về mẫu tử, cách đọc mẫu tử, rồi sau đó đọc ghép giáp từ, rồi mới bắt đầu dạy cho cái biến thể, cái biến cách của danh từ, của tính từ, biến thể của động từ, sau đó mới lập câu đơn giản, lập câu đơn, câu phức, dần dần rồi mới đi đến một cái đoạn văn, đến một cái bài văn. Thì như vậy chúng ta sẽ nắm được. Còn bây giờ thì học cái cách này nha, là chúng tôi cũng chỉ theo cái giáo trình để mà hướng dẫn thôi. Chứ nếu mà dạy cái cách này thưa quý vị, học chỉ để mà biết tụng kinh, học theo cách này là để chúng ta biết tụng kinh thôi. Chứ còn nếu mà gọi là biết Pali đó thì khó lắm thưa quý vị. Bởi vì đang khi không vậy nè, chúng tôi ngồi chúng tôi phân tích cho quý vị nghe, nó vừa mất thời gian mà nó vừa mệt mỏi. Phật tử chúng ta nghe như là nghe sấm, chúng ta chưa có một khái niệm nào hết. Cho nên chúng tôi cũng báo trước quý vị là nói như vậy thôi, nhưng mà Phật tử chúng ta khỏi phải đi theo cái này. Chúng ta chỉ học cái cách đọc và làm sao chúng ta thuộc lòng những cái bài kinh này thôi. Chữ bất chất tăng đó, nó do hai từ chữ bát tí, tức là cái tiếp đầu ngữ chữ bát tí, một vài trường hợp nó có nghĩa là riêng biệt. Còn chữ át tá là tự mình, mà át tá thường thường người ta dịch là ngã hay là bản ngã, nhưng mà chúng tôi lại không có muốn xài cái chữ ngã ở trong trường hợp này.
Mà chữ bách chánh tăng á, có nghĩa là tự mình, chính mình. Chữ quê đi tắc vô là một khả năng phân từ của động từ quê đi tí. Quê đi tí có nghĩa là cảm nhận hay là hiểu biết. Quê đi tắc vô là phải được hiểu biết hay là cần được hiểu biết. Cần được chứng nghiệm, chúng ta xài cái nghĩa đó, cần được chứng nghiệm. Và cuối cùng là chữ quy nhu hí, nó chỉ là cái danh từ quy nhu, tức là bậc trí. Chữ quy nhu nó là một sơ chuyển quá ngữ. Sơ chúa ngữ vì nó từ cái động từ căn là nha, và chữ quynh nha chúng ta có cái chữ như là quynh nha tí, quynh nha ná. Quynh nha ná là thức á. Chữ quynh nhu ở đây quynh cha na tí, và trở thành một danh từ gọi là quynh nhu, tức là người trí. Người trí tức là cái người hiểu biết, bởi các người trí gọi là quy nhu hí. Mà khi ghép từ với cái chữ ý tí thành ra quy nhu hí tí. Chữ ý tí ở sau này nó không có cái ý nghĩa gì, nó chỉ thay thế cho một cái dấu ngoặc kép thôi. Nhưng mà tại vì ở trong cái bản kinh đó, thí dụ Đức Phật này nói rằng trong cái bài kinh Ngọn Cờ, khi gặp Đức Phật này dạy rằng khi gặp cái sự sợ hãi hốt hoảng thì vị tỳ kheo hãy suy niệm ân đức Như Lai như thế này: Intibiso phát qua ra hàng sama sum bút thô, vân vân. Tới bút thô phát qua tí. Chữ tí đó là kết thúc cái câu. Hoặc là hãy niệm tưởng ở Đức Pháp như thế này: Sva kha tô phát qua ta thamu san dít tích qua ka li ko e hi pas ko o pa ni yi ko pa cha tăng vui ni tắc ko vui nhô hi tí. Là kết thúc cái đoạn đó. Rồi Subhatipanno vô vân cho đến anh Đức ta đang vui nhắc cái tăng lô cát xa tí, cho nên có chữ tí tí ở phía sau chữ ý tí đó. Chúng ta để đó thì khi mà phân tích đó, như vậy rồi thì chúng ta từng chữ chúng ta sẽ đọc là xoa kha tô, xoa kha kha kha, chữ xoa, chữ xoa, xoa xoa kha tô, xoa kha tô đúng là chữ xoa xoa. Chúng ta có chữ s, chữ sờ ở trong đó, nhưng mà chúng ta đọc nhanh thì chữ sợ quá kha tô thành xót kha tô. Xót kha tô phát qua ta, phát qua ta, xót kha tô phát qua ta. Chúng ta cứ đọc hết cái chữ xót kha tô phát qua ta tham mô, chúng ta thêm chữ xót kha tô phát qua ta tham mô, xót kha tô phát qua ta tham mô. Xong ba chữ đó
Thì chúng ta đọc tiếp cái câu Akaliko, ca trường âm, cô là trường âm, á lý, cái đó là đoạn âm, cho nên chúng ta đọc Akaliko, Akaliko, Akaliko. Khi mà chúng ta đọc xong cái đó rồi, chúng ta mới trở lại Svakato Phatvata Thammo Sanditiko Akaliko. Svakato Phatvata Thammo Sanditiko Akaliko. Rồi chúng ta đọc tiếp, chúng ta học tiếp. Ehipasiko, chữ E là trường âm, chữ pas, chữ as là giọng nhấn, bị nó vô âm két, nhấn mà nó dài hơn đoạn âm nhưng mà nó ngắn hơn trường âm chút xíu. Chúng ta gọi là nhấn âm đó. Ehipas, ehipasiko, cô là trường âm. Ehipasiko, ehipasiko. Tương đối là mấy cái bài học đầu á, về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì chúng ta dễ đọc lắm, thưa quý vị, dễ tụng lắm, dễ đọc Pali. Bây giờ chúng ta có nguyên câu Svakato Phatvata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko. Chúng ta đọc cái câu đó. Sau khi mà chúng ta đọc thuần, đọc dừng miệng rồi đó, chúng ta thuần thục rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới tiếp tục chữ bát chất tăng, chữ bát chất tăng. Nhưng mà để cho trọn nghĩa chúng ta đọc là bát chất tăng quê đi tắc vô cho nó dễ đọc. Bát chất tăng quê đi tắc vô, bát chất tăng quê đi tắc vô. Chữ bát là phụ âm két, chữ chát là phổ âm kép, cho nên chúng ta đọc cái phần ngược chỗ này là bát chát tăng, bát chát tăng quê đi tóc vô, chữ tóc đó là phổ âm kép, hai chữ bát, cho nên chúng ta đọc là quê đi tóc vô, quê đi tóc vô. Quynh, quynh nhu hi, quynh nhu hi, quynh nhu hi, quynh nhu hi, đọc thành trường âm hết. Quynh nhu hi, ngay chúng ta xuống giọng trực tiếp. Quynh nhu hi tiếp. Như vậy thì chúng ta có một cái bài đọc Svakato Phatvata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachattang Veditappo Vinyuhiti. Svakato Phatvata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachattang Veditappo Vinyuhiti. Chúng ta đọc nhiều lần như vậy để cho chúng ta quen cái mặt chữ. Khi quen mặt chữ rồi thì lúc bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tụng. Thì ở đây thưa quý vị, ngoại trừ
cái chữ Phát Hoa Ta Tham Mô là giáo pháp được Đức Thế Tôn khai thuyết Svakkhato Phagavata Dhammo. Ngoại trừ cái câu đó ra thì tất cả những cái chữ khác chúng ta phải đi ghét. Chúng ta ghép cái chữ tham mô, nếu mà chúng ta hành thiền đó mà ân đức pháp á thì chúng ta phải ghép nó mới đủ nghĩa. Nhưng mà ở đây nó có một vấn đề là nếu mà chúng ta lấy cái chữ svakkhato làm một cái đặc tính của giáo pháp Sanditiko là đặc tính của giáo pháp, Akaliko là đặc tính của giáo pháp, Ehipasiko, Opanajiko, Vachatang Veditako Vinyohi là sáu cái đặc tính của giáo pháp. Khi mà chúng ta niệm tưởng đó thì chúng ta cứ svakkhato phagavata dhammo, svakkhato phagavata dhammo, rồi chúng ta mới lấy cái chữ dhammo chúng ta giữ lại. Sanditiko dhammo, sanditiko dhammo với là pháp thiết thực hiện tại, pháp thiết thực hiện tại. Akaliko Dhammo là giáo pháp vượt thời gian hay là không hạn hạn cuộc thời gian, không hạn cuộc thời gian. Ehipasiko Dhammo là giáo pháp đến để thấy. Opanajiko Dhammo là giáo pháp hướng thượng, giáo pháp hướng thượng tức là hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Và trong cái câu cuối cùng thì đúng ra là chúng ta phải để Vinyo hi pachatang veditapo thamo. Nếu mà xài theo ngữ pháp đó, chúng ta có thể nói như vậy: Vinyohi pachatang veditako thamo, tức là giáo pháp cần được hiểu bởi người trí tự thân. Hay là giáo pháp đáng được người trí tự thân chứng nghiệm. Thì giải thích các cái chỗ này đó trước nhất, giáo pháp được Đức Đức Thế Tôn khéo thuyết là bởi vì giáo pháp này Đức Thế Tôn là thuyết với văn nghĩa cụ túc
và có cái sự nhất quán đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, trước và sau không hề có cái sự mâu thuẫn với nhau. Dù trong 45 năm hoằng pháp thì cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật ngài thuyết là gọi là kinh chỉ pháp luân đó, ngài thuyết tứ đế như thế nào thì sau bốn mươi mấy năm vào cái ngày cuối Đức Thế Tôn khi mà thuyết lại tứ đế thì ngài cũng thuyết y vậy thôi. Cái đó gọi là sự nhất quán, sự nhất quán của giáo pháp. Chính vì là văn nghĩa cụ túc, nghĩa là những từ ngữ mà Đức Thế Tôn ngài sử dụng ở trong cái lời thuyết giảng, cái từ ngữ đó nó không dư không thiếu, không dư chữ không thiếu chữ, và ý nghĩa pháp thì nó có cái sự nhất quán, không có cái sự mâu thuẫn, không có sự mâu thuẫn. Cho nên mới gọi là khéo thuyết, được khéo thuyết. Ân đức thứ hai, đặc tính thứ hai của giáo pháp là Sanditiko, là thiết thực hiện tại, là những gì mà Đức Thế Tôn ngài thuyết dạy cho chúng sanh đó, những cái đó không phải đợi đến tương lai mới có kết quả, hay là ngài chỉ cho mình ăn ăn bánh vẽ, không phải vậy. Và cũng không phải là Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài nói cái chuyện mơ hồ bí mật viễn vông viễn tưởng, mà lời dạy của Đức Phật là chỉ ngay cái sự khổ ngay trong hiện tại cho chúng sanh thấy được, biết được. Và khi mà hiện tại mình đang bị khổ như vậy, nếu mình thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì ngay trong lúc đó là tâm của mình nó sẽ được an lạc. Cũng giống như khi một người bị đói mình cho họ một miếng bánh, một ổ bánh mì hay là một chén cơm, họ ăn vào thì họ sẽ no liền lúc đó, chứ không phải là người ta đói rồi mình đi đến mình nói với họ là hãy cố gắng làm việc để có được đồng tiền, rồi có tiền rồi mới có nhà có cửa, rồi mới có mua sắm được cái thức ăn, lúc đó mình ăn mình sẽ no. Trong khi người ta đang đói thì mình nói những chuyện viển vông như vậy đó là nó không có thiết thực. Mà người ta đang đói kiệt sức liền cho một chén cháo hay là cho một chén cơm hoặc một cái bánh, người ta ăn vào thì người ta sẽ được no. Cái đó gọi là tính thiết thực. Thiết thực giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Trong khi chúng sanh đang bị nhiệt não bởi tham, bởi sân, bởi si, từ cái chỗ nhiệt não bởi tham sân si đó mà đưa đến cái sự khổ ngay trong hiện tại, thế thì bây giờ
Giáo pháp của Đức Phật đó, là Ngài thuyết để khống chế được tham sân si, hoặc là có thể diệt trừ ngay trong hiện tại, đoạn trừ được tham sân si để có cái sự an lạc. Cái đó là Sanditiko. Akaliko tức là vượt thời gian, nói cách khác đó, tức là không có giới hạn thời gian. Bởi vì này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ trình bày về sự khổ và sự diệt khổ. Sự khổ ở đây đó là Ngài trình bày sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ oai là khổ, thương phải xa lìa, ghét phải hội ngộ, phải gặp gỡ là khổ, muốn được điều gì mà nó không thành tựu, bất toại nguyện là khổ. Nó tóm lại thân cũ thủ quẩn là khổ. Khi Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố vì sự khổ đó, thì cho dù Ngài tuyên bố cách đây là 26 thế kỷ rồi, nhưng mà ngay trong thời gian quá khứ hoặc thời gian hiện tại hay là tương lai, thì những cái khổ đế đó nó vẫn là như vậy, nó vẫn là như vậy. Không có sai chạy đi đâu cả. Cho nên ở cái ân đức mà vượt ngoài thời gian đó, chúng ta phải hiểu cái tính chất của giáo pháp. Không có lúc nào là lỗi thời, không có thời điểm nào là lỗi thời cả. Còn sở dĩ mà bây giờ chúng ta không chịu thực hành theo giáo pháp, dần dần gây chúng ta rời bỏ giáo pháp, cái đó lỗi tại chúng ta thôi. Vì giáo pháp Đức Phật không có lỗi thời. Để các tỳ kheo, khi một người khởi lên tâm tham, bị tham chi phối, bị tham ám ảnh, nó có thể sát sanh, trộm cắp tài dâm, do sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối, nó âm thầm vân vân. Nên bị quá gì thuộc khổ đau. Thì cái điều đó Đức Phật là nói như vậy đó, thì người ta nghe tin không tin thì thôi, nhưng mà quá khứ cũng có tham sân si, hiện tại cũng chúng sanh phàm phu thì cũng tham sân si, và trong tương lai cũng có tham sân si. Và chính cái tham sân si này chi phối cho nên chúng sanh mới hành động ác bất thiện pháp để được dẫn đến cái sự khổ. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết, Ngài nói như vậy đó, thì chúng ta thấy cái tính cách là vượt ngoài thời gian, không có
nó không có bị giới hạn. Thí dụ như bây giờ có những cái quyển tiểu thuyết cách đây hai ba cái thì vài chục năm hay là nửa thế kỷ trước, vào cái thời điểm đó thì cái văn phong này người được người ta chấp nhận, người ta cho là hay. Nhưng mà 50 năm sau thì cái án văn đó nó lỗi thời. Bây giờ tiểu thuyết họ viết bằng cách khác, cái văn nó khác. Cái gì ở trong đời này nó cũng lỗi thời, chỉ có giáo pháp của Đức Phật là không lỗi thời thôi. Chúng ta nhớ vậy. Ehi Pasiko, hãy đến để thấy. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, là ngài muốn chúng sanh tự mình thấy biết chân lý qua cái lời dạy của Đức Phật. Chứ ngài không có chấp nhận một người họ đi đến ngài bằng cái sự tín ngưỡng, xem ngài như là một vị thần linh, một vị thượng đế, không phải là để sùng bái. Vậy là hãy đến với giáo pháp này để thấy. Công tử Giác Sáng nửa đêm thức giấc vì nghe tiếng ngái, nghe tiếng hơi thở ồn ào của các cái cô vũ nữ họ đầu hôm đã ca múa hát ca cho chàng công tử này. Được tiêu khiển thời gian. Rồi khi công tử rơi vào giấc ngủ thì họ cũng mệt mỏi, họ cũng ngủ nằm trên sàn, trên nền nhà mà ngủ. Khi công tử Giác Xá thức giấc thấy cái cảnh tượng như vậy thì đâm ra chán nản và có cái cảm giác như là mình đang ở giữa cái bãi tha ma, đó là rải rác những cái tử thi, cho nên chàng đã bỏ nhà ra đi. Vừa đi vừa nói rằng: ôi thế gian bận chật quá, ôi thế gian bận chật quá. Đức Thế Tôn là biết vậy, ngài đã đi kinh hành ở phía trước. Con đường mà chàng công tử Giác Xá sẽ đi đến, ngài đi kinh hành ở đó. Khi Giác Xá vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, Đức Phật nghe từ xa ngài đến: này Giác Xá, hãy đến đây. Ở đây không có bẩn chật đâu. Rồi khi Giác Xá đi đến bên Đức Phật, lúc đó Đức Thế Tôn là thuyết pháp Bất Vi Cà Tha, tôi là tuần tự pháp. Chàng nghe xong chứng được đạo quả của đường quần. Và sáng hôm sau, cha của Giác Xá đi tìm, và khi gặp Đức Phật, ông ta ngồi lại để nghe pháp. Thì người cha cũng đắc quả tùng đường quần và Giác Xá chính là A-la-hán. Cho nên đặc tính của giáo pháp đó, là hãy đến để thấy, để tự để thấy được cái chân lý,
chứ phải đến để tin, không phải đến để tin. Chúng ta đến với đạo Phật là đến để thấy được cái chân lý, chứ không phải chúng ta đến với đạo Phật đến để mà tín ngưỡng, để có cái niềm tin su. Như vậy thì nó không trúng nhằm cái hiệu năng của chánh pháp. Upanishiko, giáo pháp có hiệu năng hướng thượng, lời dạy của Đức Phật câu nào cũng bổ ích cả. Khi mà mình thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì dần dần mình sẽ tiến bộ lên. Và nhất là giáo pháp của Đức Phật, khi mà người thực hành họ sẽ được cái sự dẫn dắt của giáo pháp bằng cái niềm hoan hỷ, bằng cái niềm vui. Đúng pháp của Đức Phật đã dạy thì khi mà mình thực hành theo, mình sẽ được an lạc, sẽ được thoải mái. Và cuối cùng thì cái đặc tính giáo pháp này là Vajitang Veditapo, tức là phải tự mình thấy rõ cái chân lý, tự mình đi đến chứng nghiệm, chứ không có nhờ ai tu giùm, thế giùm. Thanh niên thô tất cả, một lần nọ đi đến viếng thăm Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng: xin ngài hãy làm cho con được giải thoát khỏi khổ. Đức Phật đã bảo rằng: này Thô Tất Cá, một vị thánh đệ tử sau khi nghe hiểu được giáo pháp, tự họ thực hành và họ đạt đến cái gì giải thoát, chứ không thể nào mà bằng cái sự giúp đỡ của người khác, hay là người khác tu dầu cho cha mẹ làm giùm mình, hay là con cái làm giùm cha mẹ. Thì ở bên ngoài đó, thì người ta có cái sự giúp qua giúp lại làm giùm, nhưng mà đi vào trong giáo pháp này đó thì mình tu tự mình chứng nghiệm. Ông trưởng giả có cô độc, ông có đứa con trai út là cậu Ca Lá. Ông trưởng giả có cô độc là một vị thánh đệ tử tu được vừa, và ông ta muốn con ta sẽ thuận dòng, cho nên ông ta kêu nó đi theo giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cậu ta thì không có thiết tha lắm. Tận gốc cô độc cũng phải treo tiền thưởng
Nếu mà con đi chùa đảnh lễ Đức Phật, về cha sẽ cho con 100 đồng ca pa na. Một thời gian sau, ông ta nói rằng nếu mà con đi đến con đảnh lễ Đức Phật, xin quy y và con giữ giới được thì cha sẽ cho 1.000 đồng. Anh ta cũng làm theo. Đến cuối cùng thì Tốt Đồ nói nếu hôm nay con đi nghe pháp, con hiểu được giáo pháp của Đức Phật và thuyết lại cho cha nghe, cha sẽ cho con. Nhiều hơn tiền ngày hôm qua ông kia. Vì ham tiền cho nên cậu Ca Lá mới đi đến để đi đến chùa, dần dần rồi đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà anh ta định bụng là nghe được một câu thôi, rồi trở về nhà để thuật lại cho cha nghe cũng lãnh thưởng được. Nhưng một góc của đồng, ông đâu có biết đứa con của ông bị Đức Phật là thuyết phục. Khi mà cậu ta nghe xong một câu, cậu ta đứng dậy, thì Đức Phật dùng thần thông làm cho cậu ta quên mất. Cậu ta trở lại với Đức Phật lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng thì cậu ta nghe pháp và chứng quả tu đường quần. Thì ở đây đó, chúng ta phải biết rằng là giống như một bữa ăn được dọn, một cỗ bàn được dọn lên, chúng ta muốn thưởng thức, muốn ăn đó là phải tự mình nhai rồi nuốt, chứ không thể nhờ người cái ăn mà chúng ta biết thưởng thức, chúng ta biết ngon. Không phải nhờ người khác ăn giùm rồi tự mình no, phải vì tự mình ăn mới no, tự mình làm cái gì thì mình hưởng cái đó. Thì do vậy giáo pháp của Đức Phật là cần được chứng nghiệm bởi người trí tự mình. Thì ở đây khi mà chúng ta đã hiểu được nghĩa và chúng ta biết được cái cách đọc đó, thì chúng ta hãy ôn lại một lần nữa. Svakato phakvata thamo sanitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditapo vinyuhiti. Chánh pháp khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn thiết thực hiện tiền, không có thời gian tính đến để thấy biết hiệu năng hướng thượng được các vật trí tự thân chứng ngộ. Pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ bất biên liễu tường, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm dạy thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Đó là cái bài học của chúng ta. Thì trong bài học này về ngữ nghĩa, cách đọc và cách hiểu thì chúng ta không có khó lắm. Chúng tôi xin được trình bày bấy nhiêu để cho quý vị có thể học được cái đoạn kinh này. Bây giờ thì chúng tôi
xin chấm dứt buổi giảng ở đây và cái thời gian còn lại xin tỉnh thượng tọa Giác Đẳng mà chia sẻ thêm với Phật tử về cái văn bản tiếng Bali ở trong cái bài kinh Nam Mô Bổn Sư. Sao thú kính trưng sư tổ tiểu sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì không biết đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại đức pháp tính hoan hỷ hướng dẫn quý Phật tử đọc ân đức pháp khoảng 10 lần và đọc từng chữ rồi sau đó tụng và tụng khoảng 10 lần để cho những vị nào muốn đọc tụng theo được. Và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với một vài chia sẻ về văn phẩm và cái phát âm ngày hôm nay. Xin kính thỉnh đại đức pháp tính. Nam Mô Bổn Thầy Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Nguyện Hành, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô chú cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ thì dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Bây giờ thì chúng ta phát đọc và nhà chúng ta sẽ đọc từ từ và sau đó chúng ta sẽ theo cái dòng tụng. So kato bhagavata thammo dạ, có vị nào chat lên dùm, có vị nào post bài. Dạ, cảm ơn Phật tử Nguyễn Huỳnh. So kato bhagavata thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Obanayiko Bachatang Veditabo Vinyu Hiti Sokato Bhagavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Obanayiko Bachatang Veditabo Vinyu Hiti Sokato Vāṅgāvātā thammo sannittiko akkhaliko ehibhāsiko upanayiko bacchattaṃ veditabbo viññuhīti. Sokkhāto Vāṅgāvātā thammo sannittiko akkhaliko ehibhāsiko upanayiko bá chát tăng về đi táp bồ huynh nhu hi tí. So kha tô phá gá quá ta thăm mô san đít thi cô a ca li cô e hi bá si cô ô bá na di cô bá chát tăng về đi táp bồ huynh nhu hi tí. So kha tô phá gá quá ta thăm mô san đít thi cô a ca li cô e hi bá si cô ô bá na di cô bá chát tăng huệ đi táp bồ huynh nhu hi tí. So kha tô phá gá quá ta thăm mô san đít thi cô a ca li cô e hi bá si cô ô bá na di cô bá chát tăng huệ đi táp bồ huynh nhu hi tí. Bây giờ thì chúng ta sẽ tụng ha. So kha to bhagavata thammo sanditiko akaliko ehasiko obanayiko bachattang veditabbo vinyuhiti.
Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti Sokato Bhagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehibhasiko Obanayiko Bacchattang Veditappo Vinyuhiti. Rồi, không biết quý vị quen với mặt chữ chưa? Cái này mà như cái bánh thót mà được như bánh thót mà được như ở bên Zoom á, mình tụng chung một lượt nó dễ ha. Dạ, cảm ơn sư Nguyên Thông. Dạ, bây giờ con đã hướng dẫn đọc xong rồi bạch thượng tọa. Dạ, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú cái chân để được tính. Hôm nay nghe để được tính nói rất là hoan hỷ, nhưng mà nếu để được tính cố gắng thêm chút xíu nữa làm sao mà rồi tới để được tính nhờ sự tự trì set up thì Zoom để mỗi khi để được tính tụng qua Zoom cho quý Phật tử thì như vậy quý Phật tử sẽ lợi lạc nhiều hơn. Thưa vị, chúng tôi xin được trở lại với bài học ngày hôm nay. Thì vì nói về vấn đề văn phạm thì chúng tôi nói về cách phát âm trước. Và cách phát âm trước như chúng ta có học được trước đó, là ở trong phần đường Pali tương đối rất là dễ học về mẫu từ. Có tất cả là 8 nguyên âm và 33 phụ âm. Chính vì vậy, tiếng Pali là một ở trong những thứ tiếng mà tương đối là rất là dễ phát âm. Và dễ phát âm. Giống như tiếng Nhật, văn phạm thì khó, chữ viết thì khó. Nhưng mà phát âm thì tiếng Nhật tương đối là dễ. Người Việt Nam chúng ta ít có gặp khó khăn như chúng ta nói Yokohama, Osaka, Toyota chẳng hạn, chúng ta rất là dễ đọc, thì tiếng Phạn cũng giống như vậy. Đọc tiếng Nhật thì có 5 nguyên âm, của chúng ta ở đây thì có tất cả là 8 nguyên âm. Đây là 8 nguyên âm. A, I, U là ngắn. A, I, U, E, O là dài. Khi người ta biết, người ta không biết là thứ tự đó, họ biết là A, I, I, U, U, E, O. Nhưng mà chúng tôi sắp như vậy đó, để quý vị có thể dễ theo dõi.
Thì căn bản đó là khi mà mình đọc chữ mình thấy chữ nào mà có cái ngoài hai chữ e o là dài, còn cái chữ nào mà có cái dấu gạch ở trên mình đọc dài là trúng. Nhưng mà có cái trường hợp ngoại lệ như vậy, không phải ngoại lệ mà quy định, đó là hễ cái âm ngắn á, mà nó ráp vào ngược thì nó trở thành dài. À, đây là cái mà mình phải chú ý. Thực ra ở trong tiếng Phạn á, thì không có nói dài ngắn kiểu này, mà ở trong tiếng Phạn dùng cái chữ gọi là la hú và cá rú, tức là đọc nhẹ và nặng. Và đọc nặng á, thì là chúng ta thời xưa dùng chữ gọi là đọc nhấn. Quý vị nào mà đọc tiếng Anh nó có cái chữ gọi là intonation. Intonation tức là khi mình đọc nó how are you, thì mình đọc có khi lên xuống, nhưng cái lên xuống là tiếng Anh đó, nó do cái cách đàm thoại how do you do. Thì chúng ta nói về cái chữ intonation ở trong tiếng Anh đó, thì nó khác với Pali đó, là nó tùy theo câu hỏi hay là câu trả lời, câu phủ định hay là câu nhấn vân vân. Còn như ở trong tiếng Phạn đó, thì có một cái cách rất là nhất định là hệ ấn mà nó đi với phụ âm ở phía sau đó, chúng ta gọi rất với phần ngược. Ví dụ như á là ngắn, nhưng mà á thác thì chữ át đó nó phải dài. Chữ á rá là ngắn, nhưng mà á rân nhá, rân nhá thì cái này đó ở trong tiếng Phạn á, nó được gọi là garu, là gọi là âm nặng. Nhưng mà chúng ta học rất là khó, thưa quý vị. Người Việt Nam với chúng ta không có cái intonation kiểu này, thành ra bắt buộc chúng ta phải đọc kéo dài là át thát aran nhá, át thát aran nhá, ví dụ như vậy. Nhưng mà hai cái âm, hai cái nguyên âm ở đây chúng tôi viết lộn với quý vị, quan hỷ sửa lại trong cái câu là hai nguyên âm chứ không phải hai phụ âm e và o. Hai nguyên âm e và o. Khi mà ráp phần ngược á, thì từ dài nó trở thành ngắn. Ví dụ như mình nói là e u b, chữ e là dài nhưng u b khác, u b khác. So là dài nhưng mà so thích. Tức là khi mà nó ráp phần ngược, có nó đứng ở trong tiếng Phạn, có nhiều khi ở trong văn phạm nhiều khi được gọi là đứng trước hay là đứng sau. Cái trước và cái sau này nó phiền lắm. Có nhiều người nói chúng tôi muốn dùng cái chữ gọi là dừng ngược dừng xuôi, dừng ngược dừng vân xuôi. Không biết là quý vị nhớ là hồi chúng ta học còn nhỏ đó, người ta dạy chúng ta ráp vần ngược vần xuôi, quý vị nhớ không? Ví dụ như như là ta, ta tức là ráp vần xuôi, nhưng mà an là vần ngược, an ăn ung chẳng, đó là vần ngược, ráp vần ngược vần xuôi đó. Thì nếu mà ráp vần xuôi á thì cái âm ngắn nó thành dài, xin lỗi, ráp vần ngược á thì âm ngắn nó thành dài là át thác aran nhé, mà ráp vần ngược thì dài, hai cái âm dài thôi, e và o á, thì âm ngắn. Đặc biệt là ba cái nguyên âm a e a i u không bao giờ mà quý vị tìm trong trong cái gọi là ráp phần ngược hết, nó không có. Và quý vị không bao giờ thấy ba cái âm a i u á, mà ráp phần ngược hết, mà chỉ có a i u e o là ráp phần ngược thôi. Quý vị nhớ. Bây giờ chúng tôi nhắc lại như vậy là có tất cả 8 nguyên âm, ba nguyên âm đọc ngắn a i u, 5 nguyên âm đọc dài a i u e o. Mà cái nào mà ngắn, nguyên âm nào ngắn là á í ú, mình ráp phần ngược á, thì nó đọc phần dài á thát a ranh nhá thầm má. Và ngược lại, hai cái nguyên âm dài là e và o, khi nào mà nó đi với nó ráp phần ngược á, thì nó phải đọc ngắn lại. Nó phải đọc ngắn lại. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Thì thật ra cái phát âm này á, suốt cả giáo trình đó quý vị đều có học hết. Quý vị đừng thắc mắc là tại sao mình học tới bài 20, 30 mà còn phải học các phát âm, tại vì chúng tôi muốn chỉ quý vị từ từ. Chỉ quý vị từ từ. Ở đây đó,
là không có thỉnh tòa từ siêu, thỉnh tòa từ siêu đi nghỉ rồi. Chúng tôi nói điều này, tôi thấy cái hơi nói sau lưng thỉnh tòa chút xíu, quý vị đừng nói lại thỉnh tòa đấy. Và thỉnh tòa quen cái bệnh nghề nghiệp á, là mỗi lần thỉnh tòa giảng thì tôi muốn giảng cho nó rất là đầy đủ chi tiết. Nhưng chúng tôi bảo đảm á, là quý vị nghe mà bây giờ mới học vài bài học đầu quý vị giảng đầy đủ chi tiết á, là quý vị sẽ mệt mỏi á, và rất mệt mỏi. Thí dụ thiền tọa xài là những cái từ mà đệ nhất chuyển hóa ngữ, đệ nhị chuyển hóa ngữ chẳng hạn, khi mà thiền tọa nói là quý vị cũng chưa quen, quý vị cũng không nói gì đâu. Bây giờ quý vị Phật tử mà đi học tiếng Anh mới vừa học mà nghe giảng văn phạm nhiều, quý vị cũng mệt chứ. Bởi vì khi mà chúng tôi soạn bài này đó thì chúng tôi cũng cân nhắc rất là nhiều là làm sao mà để quý Phật tử có thể nhận được cái lợi lạc mà theo kịp, được học nhiều quá. Nhưng mà thường tọa từ siêu, thường tọa nhìn một bài học thường tọa ngán chán lắm. Tại sao? Tại vì thường tọa quen nói cho đủ, nói cho nhiều, và một câu thường tọa phân tích chữ nghĩa đầy đủ hết. Nhưng mà đối với chúng tôi thì trong giai đoạn này quý vị không cần học nhiều về ngữ pháp, là học được chút chút thôi, học chút chút. Cái là ăn cho biết chứ không ăn nhiều. Cho ra quý vị quan nghĩ là nhiều khi quý vị vô chỗ học mà nghe như ngày hôm nay thì tỏ vô thì tỏ nói cái chuyện mà biến thể và bất biến thể, cái chuyện đó là mình phải học nhiều, học sâu mới được, chứ không phải là mình mới vô mình học liền. Nhưng mà chúng tôi lại muốn nói đến một cái khác đi. Bây giờ thì tại sao chúng tôi bây giờ chúng sau phần phát âm chúng tôi bước vào văn phạm, cái này cũng một chút thôi. Phần này là phần mà thường tọa tỳ siêu chán nhất, tại vì phần này đáng lẽ phải nói rất là dài. Dạ, nói rất là dài. Ví dụ như hôm nay chúng ta học cái câu là quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Ok. Sakato Phakwata Thamo Sanditiko Akariko Ehi Pasiko Obanayiko Vachatang Veditapo Vinyu Hiti. Thì trong tiếng Việt và trong tiếng Anh ấy, thì quý vị đọc một cái câu, thí dụ như câu nói như vậy là Phật giáo Việt Nam phần lớn ảnh hưởng Phật giáo Bắc Triệt. Dạ. Thì quý vị có thể tra Phật là gì, giáo là gì, Việt Nam là gì, phần lớn ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa thuộc Bắc Triệt. Thì quý vị nghe câu đó, quý vị bỏ từ điển tra tra từng chữ, gọi là từ điển hay là từ điển tra từng từ, như là Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa Bắc Truyền, quý vị tra được hết. Tuy nhiên ở trong tiếng Pali đó, nếu mà quý vị vào trong tiếng Pali, quý vị tra chữ tham mô, ví dụ quý vị vào trong cái link này, chúng tôi chỉ quý vị rất là đơn giản cái link này. Cái link này là cái link mà họ, một cái đại học Hoa Kỳ, họ đeo cái Bali Tech Society, Bali Tech Society họ, của ông bà Rich Davis ấy, để vào. Thì quý vị đánh chữ tham mô nó sẽ không ra. À, tại sao vậy? Tại vì ở trong từ điển nó không có chữ tham mô. Tham mô, không có chữ tham mô này. Dạ. Ở trong từ điển không có chữ tham mô. Tham mô này đó, biết cho đúng đó, là chúng ta phải dịch là đam má. Dạ, đam má là pháp. Dạ, đam má là pháp. Nhưng mà chữ đam má là cái chữ một danh từ nam tính, và nó thuộc danh từ, nó thuộc cái dạng gọi là biến thể. Dạ, biến thể giống như mình nói là Phakavata Thamo là pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng, thì chế pháp đó là chủ cách, là phải tham mô. Nhưng mà phát qua tham măng đi xê tí là Đức Thế Tôn giảng pháp, thì cái pháp là túc từ, thì cái chữ tham má đó nó phải biến trở lại là tham măng, không còn là tham mô nữa, là túc từ. Hay là một cái người, một cái vị tỳ kheo được tác động mạnh, được cảm xúc mạnh bởi chánh pháp, thì cái chữ bởi chánh pháp nó phải là tham mê nó, hay là
đây là một phần của giáo pháp, của giáo pháp gọi là Thammasa, hay là vì chánh pháp là Thammaya, hay là ở nơi chánh pháp là Thamme. Quý vị đừng thành ra khi mà nó trở thành những biến thể như vậy đó, quý vị tra không ra và quý vị tra không ra, đó là vấn đề của tra từ điển. Thành ra tại sao mà khi mà mình học tiếng Phạn đó, học kinh Phạn đó, học hay là nghiên cứu đó, một cái người cứu thầy hiểu thì cũng nên biết rằng cũng nên biết về biến thể và không biến thể. Cái không biến thể thì dùng chữ ý trí, hay chữ namo, hay chữ chá, chữ va, chữ chá, chữ va là già và đó, thì nó không giờ biến thể hết, những cái liên từ giới từ nó không có biến thể. Nhưng mà có nhiều cái danh từ động từ, cả danh từ và động từ đều biến thể hết. Nó biến thể tùy theo nam tánh, nữ tánh hay trung tánh, tùy theo cái tiếp đầu ngữ, tiếp biên ngữ, đó là á, ý, ú, vân vân. Dạ, chúng ta sẽ đi sâu vào trong những bài học đấy, mỗi lần mình học một mảng. Nhưng mà thí dụ mình có 8 cái cách của danh từ. Dạ, 8 cách danh từ là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, sở hữu cách, định sở cách, hô cách. Thì những cái cách này đó, nó khiến cho cái chữ rất là chính xác. Dạ, cái chữ rất là chính xác. Thí dụ chúng tôi nói như vậy là, mình nói là chúng tôi dùng một câu rất là quen thuộc để quý vị đừng có mình nói là Buddho Nam Măng Đi Xê Tiết, mà trong cái đặc câu của tiếng Phạn đó, dù là văn viết, nhất là văn gatha và thể kệ đó, quý vị nói Đi Xê Tiết Buddho Tham Măng hay Tham Măng Buddho Đi Xê Tiết, quý vị đặt thiếu nào thì người ta cũng hiểu hết. Tại vì chữ Buddha mà gọi là Buddho là chủ cách, tức là thuộc về túc, chủ từ. Mà Dhammang thì không thể nào là chủ từ được mà phải là túc từ. Và nếu là chủ từ là Dhammo mà túc từ Dhammang, DCT thì là Đức Phật dạy nói, chứ không phải là tôi nói, anh nói mà Đức Phật nói. Tại vì đó là cái ngôi thứ như vậy, đó là số ít là số nhiều. Thành ra động từ và danh từ thì có chia. Cái chia đó chúng ta gọi là biến thể. Thì cái chia chữ, chia động từ, danh từ, vân vân, tỉnh nữa, cái đó không có trong tiếng, có trong tiếng Việt của chúng ta. Tiếng Việt chúng ta dùng những giới từ giống như là của Đức Phật, cho Đức Phật, nơi Đức Phật, vì Đức Phật, vân vân. Nhưng mà chúng ta không có chia, và do vậy chúng ta không quen. Và chúng ta quen về cách này, nó hơi lạ một chút. Nhưng mà khi mà mình nói sau lâu, mình xài lâu đó, thì thưa quý vị, mình sẽ cảm thấy rằng đây là một cách nói rất chính xác. Dạ, rất là chính xác. Tiếng Việt Nam chúng ta không có cái này, thành ra chúng tôi có nói đùa một câu đó là mình nói là khô sạch, nhưng không ai nói là sạch khô. Nhưng mà mình không nói là tôm, mình nói là tôm khô, nhưng mà nói là khô tôm. Dạ, mình nói là Phật bà, nhưng mà chúng ta không nói là Phật ông. Thì chúng ta nói ông Phật, nhưng mà chúng ta không nói là bà Phật. Cái chữ tiếng Việt Nam mà nó bị những cái nó quái lắm. Dạ, chúng ta nói theo dân gian, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì cái chuyện đổi tới đổi lui nó khác ý nghĩa hoàn toàn. Dạ, nó khác ý nghĩa hoàn toàn. Và cái khác ý nghĩa đó, đó nó mình phải hiểu trong cái văn hóa. Dạ, ví dụ như nói là tại sao mình nói Phật bà được mà không nói Phật ông, hỏi ra ông Phật, mình nói ông Phật được, nó là bà Phật. Thì cái đó mình phải sống ở trong cái văn hóa đó mình mới hiểu được. Còn tiếng Pali trước khi mà đổi mà gọi là quán chuyển đó, quán chuyển cái vị thế của chữ đó, thì cái nào nó cũng rõ nghĩa, rất là rõ nghĩa, không có sai được. Quý vị nói Buddho Dhammang Dissetti, Dissetti Buddho Dhammang, Dhammang Buddho Dissetti, thì không có thể nào mà hiểu sai rằng cái chữ nào là chủ từ, từ là túc từ, chữ nào là động từ hết. Đó là sự rất là chính xác. Và có nhiều khi về danh từ, thí dụ như Passati, Passati là thấy, mà Passami là tôi thấy,
thì chỉ cần chia ra là thấy thôi. Thì thưa quý vị, ở đây nó có một cái điểm thú vị ở trong tiếng tiếng Anh á. Tiếng Anh ví dụ như mình nói là go, to go, động từ là to go. Yeah, okay. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà nói cho đúng văn phạm á, thì không bao giờ mình nói là I go. Yeah, I go. Tại vì sao vậy? Tại vì một cái thể mà hiện tại thời mà đơn giản như vậy đó, thì nó không trúng vào đâu hết. Hoặc là chúng mình nói là đó là I went, hay là I have gone, hay là I am going, hay là are we going, thì mình chia theo thời đó, thì luôn luôn nó phải là nó phải có xác định về cái thời. Còn nếu mà mình giữ nguyên nghĩa đó, thì có nghĩa là lúc nào mình cũng như vậy, và lúc nào đâu phải lúc nào mình cũng đi, hoặc là mình đã đi hoặc đang đi hoặc mình sẽ đi, chứ phải lúc nào mình cũng đi hết. Thành ra thường thường những cái chữ đó mình không thể đơn giản như vậy. Thì chúng ta biết cái nguyên ngữ là chữ Buddha, và Buddha là Phật. Nhưng mà trong khi mà chúng ta viết và chúng ta nói, không bao giờ chúng ta dùng chữ Buddha, không bao giờ Buddha, là chữ nguyên ngữ, chữ cái chưa chia, mình phải nói là Đức Phật là chủ từ hay là túc từ hay là cái cách nào đó thì phải chia ra, chứ chúng ta không dùng chữ Buddha. Nó cũng giống như trong tiếng Anh đó, mà mình nói rằng mình đôi khi mà mình không hiểu văn phạm, mình nói một cái động từ rất là đơn giản là anh ấy vui, thì mình mới nghe nói như vậy, nhưng mà đúng đúng là phải nói là anh ấy đang vui, anh ấy đã vui, hay là vừa mới vui hay sẽ vui. Chứ mình nói anh ấy vui tức là một cái chuyện đó nó có hoài luôn luôn, thì không phải là một người lúc đầu luôn luôn cũng phải như vậy. Dạ, thì ở trong cái tiếng Phạn thì cái danh từ đó nó cũng tương tự như vậy. Danh từ thì nó phải biến thể, danh từ nó phải đi theo cách riêng. Thật ra ở đây cái vấn đề rắc rối là người Việt Nam chúng ta không có quen với cái cách biến thể của các danh từ, các động từ và các tính từ. Thì bây giờ quý Phật tử sẽ hỏi chúng tôi một chữ, một điều là nếu như vậy làm sao để tra từ điển. Dạ, ví dụ như chúng tôi nói quý vị nghe là quý vị không thể nào tra trong từ điển có chữ Phakawata. Dạ, Phakawata. Dạ, quý vị không có tìm trong từ điển chữ này được. Dạ, nếu quý vị đánh trong từ điển Bali ấy, thì thường thường hồi trước ấy, thì họ nói là không có. Thì sau này ấy, những cái người mà họ viết những cái thảo chương về tra từ điển ấy, thì họ phải dùng những cái gọi là advanced search options. Advanced search option tức là cái cách tra mà tương đối là nó tốt, nó tốt tức là mình có sự lựa chọn để mình tra. Ví dụ chữ Phakawata đó, thì họ cho option đầu tiên là những cái chữ nó bắt đầu và bắt đầu với chữ gì đó. Mình tra không có chữ Phakawata thì mình tra chữ nào mà nó bắt đầu với chữ phát gác chẳng hạn, gọi là bắt đầu. Dạ, thì tra với chữ phát gác rồi nó hiện là Phakawata, Phakawato, phát gì đó thì hay là Phakawa, Phakawata chẳng hạn, thì mình coi theo đó mình biết. Hay là hoặc giả là có cái option khác đó, là cái chữ đó nó được chấm dứt, bắt đầu nó chấm dứt với chữ gì. Dạ, tại vì tiếng Bali nó có rất nhiều cái phức thể, nó có nhiều cái hợp thể mà nó ghép với tiếp đầu ngữ hay tiếp biến ngữ. Mình sẽ bắt đầu hay là hoặc giả là họ có một cái option mà chúng ta có thể thường dùng tới và khi ra từ điển Pali đó, cái này mà quý vị có thể dùng được là words containing which, và words containing tức là những cái chữ mà nó chứa cái chữ đó. Dạ, thì ở trong cái kỹ thuật đó họ có cái gọi là fuzzy logic. Ở trong fuzzy logic này nó cho phép là mình có thể chọn một cái chữ nó không hẳn giống như vậy mà nó hao hao, nó gần gần giống như vậy, nó có trùng lặp. Thì cái công ty đầu tiên mà tiên phong trong vụ này
và họ rất là thành công, đó là Google. Google khi quý vị tra chữ đó, quý vị tra cái chữ đó nó bị misspell, tức là mình đánh bằng sai, viết sai chính tả, nhưng nó gần giống thì nó vẫn tìm được, tại vì nó luôn luôn dùng cái first logic là words containing, tức là cái chữ nó hao hao giống như vậy, nó có giống như vậy, nó chứa đựng như vậy đó thì được. Và dĩ nhiên là người ta có cái người ta có một cái sự lựa chọn khác cho chúng ta, gọi là words that match, tức là một cái chữ nào đó nó phải giống y hệt, nói theo dụng miền Nam chúng ta giống y chang á, giống y hệt như vậy, thì hoặc là words start with, word ending with, hay là words containing, hay là words that match. Thì thông thường cái mà dễ nhất, thưa quý vị, dễ nhất để mình ra từ điển Pali đó là mình chọn cái option thứ ba. Yeah, option thứ ba là words containing, tức là cái chữ nó giống giống như vậy, nó hao hao như vậy. Đôi khi quý vị dùng ví dụ như là với bổn ba la đề bộ so mà quý vị tra là ba thì mốc khác thì nó không có hiện ra, tại vì sao vậy? Chữ tí nó phải có cái dấu chấm ở dưới chữ T, mà nó không thấy dấu chấm ở T thì nó không chịu. Nhưng mà đó là word that match. Nhưng mà nếu quý vị click vào chữ word containing, word containing của đánh chữ ba đi mốc khác thì nó sẽ hiện ra. Đó là cái cách mà chúng ta tra từ điển, nên nên quý vị phải lưu ý. Cái khổ trong tiếng Pali đó là nếu mà quý vị học quen tiếng Pali mà nhìn sơ chữ Vedita, dạ Vedita thì mình nói là cảm nhận hay là cảm nghiệm hay là nhận biết, nhưng mà cần được nhận biết, phải được nhận biết bởi người có trí thì họ là Vedita po, thì quý vị ta không có chữ Vedita po mà quý vị có chữ Vedita nó kẹt như vậy. Hay là Sanditthi, Sanditthi là thực tiễn, hiện tiền, nhưng mà Sanditthiko thì thưa quý vị nó lại là một cái phức hợp, nó là một cái hợp thể, và một hợp thể để cho chúng ta thấy rằng nó là một chữ có chia rồi, nên đa số những chữ trong tiếng trong này quý vị không có tra từ điển được, không tra từ điển được, do vậy chúng tôi phải nói về những cái chữ gọi là bất biến, và một bất biến thể bằng chữ biến thể. Thì hôm nay chúng tôi có đề ra cái vấn đề này mà thượng tọa từ siêu, thì thượng tọa nhìn vào cái đó thượng tọa nói cái này là phải nói dài mà nói nhiều phải đi sâu mới gặp thì đó được, nhưng mà chúng tôi nói đại khái ở đây không phải là nói để quý vị nắm vững hoàn toàn, mà chúng tôi chỉ muốn nói để quý vị có một khái niệm, và có cái khái niệm như vậy thôi. Đây là một cái chuyện rất là đặc biệt, là thông thường chúng tôi chỉ nêu lên các cái câu hỏi cho các vị giảng sư, nhưng mà trong lớp dạy Phạn ngữ thì chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có câu hỏi gì không, quý vị câu hỏi gì quý vị muốn nêu lên, và chúng tôi có thể trả lời quý vị trước khi chúng tôi sang cái phần cuối cùng của chương trình học Phạn ngữ hôm nay. Và nếu quý vị không có câu gì đó thì chúng tôi muốn ôn lại một chút về cái cách đọc, rồi sau đó đó chúng ta sẽ chúng tôi nói thêm một phần về một vài cái ý nghĩa của bài học này. Ngày hôm nay chúng ta học về ân đức của Pháp Bảo. Ân đức ở đây không phải chỉ là một cái gì đơn giản là Pháp Bảo ban ân thì chúng ta nhớ ân, mà ở đây mà chúng ta nói về cái đặc tính, và cái đặc tính của Pháp Bảo, và những cái đặc tính đó là cái gì nó lợi lạc, cái gì nó ví dụ trong đời sống của chúng ta gọi là tham mắc cu nè. Thì như lần trước chúng tôi có chỉ quý vị đó là mình học tiếng Phạn, mình có thể rất là đơn giản là ban đầu mình đọc các chữ cho nó chính xác, thấy chữ Soa kato, cả ba cái âm đó, ba cái syllable, ở đây syllable là ba cái âm, soa kato,
thì ba cái syllable, ba cái âm đó đều là dài. Xoa kha thô phát cơ quát ta thì phá ngắn, gá ngắn, quá ngắn, ta dài. Dạ, thành ra quý vị xoa kha thô, xoa kha thô phát cơ quát ta, xoa kha thô phát cơ quát ta, xoa kha thô phát cơ quát ta, xoa kha thô phát cơ quát ta. Thâm mô, cả hai đều là dài, thâm dài, mô dài. Dạ, tại sao chữ thâm là dài? Tại chữ á là ngắn, nhưng mà á nó đi với chữ m phía sau, nó ráp vào ngược, thì nó bắt buộc là chúng ta phải đọc là dài, thâm mô. Ở trong tiếng Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta đọc nó, chúng tùy tạm người Việt Nam, người Thái đôi khi mình đọc trại, mình đọc là tham, tham mô, nhưng mà đọc cho đúng gọi là thâm mô, thâm mô. À, cái cách đọc này thì tuần tới chúng ta sẽ học thêm về cách đọc. Chúng tôi nói thiệt là từng nào mà từng tạo từ xưa cứ thấy mình giải pháp âm ngoài chắc đầu cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà quý vị cứ từ từ, mỗi lần mỗi từng học một chút. Thì đúng là đọc đọc theo cái giọng Tích Lan và giọng Ấn Độ. Vậy là Dham Mô, Dham Mô, Dham Măng Saranang Gachami. Chứ không phải là Tham Măng, và không phải là chỉ Tham. Và Dham Măng, Dham Mô, và Soa Kha Tô Bhakavata. Chúng ta không đọc là phát giáo qua tam, chúng ta đọc bát và svatato bhagavata dhammo. Nhưng mà khi quý vị đọc như vậy nó khó đọc quá phải không? Tại khó đọc chúng ta cứ đọc theo kiểu người Việt Nam và người Thái thường đọc là svatato bhagavata dhammo. Rồi nó không phải là dhammo như người Mỹ thường đọc, mà cũng phải là dhammo như người Việt Nam đọc, mà nó là dhammo. Nó hơi khó đọc chút xíu. Quý vị có cái âm d rất ngắn rồi theo chữ ham, dhammo. Sokato Pakwata Thamo San Nithiko, San dài, Nith dài, Thi ngắn, Cô dài. Thì quý vị thấy cái chữ Nith, Nith Thi, chữ Thi, chữ hai chữ D có chấm dưới. Đúng ra chúng ta không có đọc chữ Thi, chữ đó đọc là Thi, Thi, tức là mình cong lưỡi trên nắp giọng San Nithiko, San Nithiko. Nhưng mà đọc nghe không, không quen. Quý vị thấy chữ D, chữ T, chữ TH, D, DH, N giống dưới luôn luôn đọc là phải phải cong lưỡi lại ép sát lên ốc giọng. Sanditiko. Dạ, sanditiko. Dạ, sanditiko. Thì mình đọc từ chữ Swakato, Phakwata, Dhammo. Rồi mình sanditiko, 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 sanditiko. Sau đó sẽ trở lại mình ráp nguyên lại. Swakato Phakwata Dhammo Sanditiko, Swakato Phakwata Dhammo Sanditiko. Ehi Pasiko, E dài, Hí ngắn, Pas là dài, Si là ngắn, Ko là dài. Ehi Pasiko, Ehi Pasiko, cố gắng để ý. Ehi Pasiko. Opanajiko, O dài, Ba ngắn, Ná ngắn, Yi ngắn, Ko dài. Opanajiko. Bát chát tăng, bát dài, chát dài. Thật ra cái chữ chát mà mình nói là dài á, thì nó hơi gượng. Thật ra chúng ta phải nói là nó nhấn từ đi, nó nhấn. Tại vì mình nhấn á, thành ra nó cũng dài. Thành ra chúng tôi không muốn làm quý vị rối, do đó chúng ta nói bát chát tăng. Nhưng mà đúng là chữ bát chát tăng. Dạ, bát chát tăng, nói nghe nặng chút xíu. Dạ, bát chát tăng. Quê đi táp bô, quê dài. Đi ngắn, tá ngắn, táp dài, bê đi táp bồ, dạ, bê đi táp bồ, thì táp dài, bồ dài. Win, nhu, hi, tí, ba cái âm đầu, win dài, nhu dài, hi dài, tí ngắn, win, nhu, hi, tí. Cái chữ mà chữ tí ở phía sau á, nó là chữ ý tí hay chữ tí á. Thật ra, quý vị hồi nãy nghe từ tòa tỷ sư nói giống như hoặc kép, nhưng mà nó cũng giống như cái dấu chấm câu vậy, dấu chấm hết. Tại vì ngày xưa đó, kinh điển được truyền khẩu. Thời khi mà truyền khẩu á, thì những dấu phẩy, dấu phớ chứ, người ta bắt buộc phải nêu thành âm, chứ không thể là dấu chấm. Khi mà mình đọc, mà trong bài mình đâu đọc dấu chấm được chứ. Nhưng mà trong tiếng Phạn, khi mà mình theo cái thể truyền khẩu á, giống như when the tapo when you hi tí, thì nghe cái chữ tí là mình biết là kết thúc. When you hi tí, tại chữ tí đó, nó là một dấu chấm câu. Và viết qua Roman thì khi mình viết mà lại thêm dấu chấm thì nó cũng hơi thừa. Nhưng mà không có dấu chấm quý vị nào không biết tiếng Phạn không biết. Nhưng mà cái chữ tí giống như dấu chấm vậy đó. Đó là được. Đó là một cách
một cách viết theo thể truyền khẩu, truyền khẩu là truyền miệng mà không có qua văn tự. Thì chúng chưa bị là ban đầu mình đọc là Swakato, 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 Phakavata, 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 Swakato, Phakavata, Swakato, Phakavata, Thammo, 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 Swakato, Phakavata, Thammo, Swakato, Phakavata, Thammo, Swakato, Phakavata, Thammo, Sanditiko, 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 Swakato, Phakavata, Thammo, Sanditiko, Swakato, Phakavata, Thammo, Sanditiko, Swakato, Phakavata, Thammo, Sanditiko, Swakato, Phakavata, Thammo, Sanditiko, Akaliko, 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 Ehibasiko, 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 Swakato, Phakavata, Thammo, Sanditiko, Akaliko, Ehibasiko, Opanayiko. Mình đọc như vậy. Mà mình đọc như vậy, cái quan trọng là mình dùng miệng. Dạ, dùng miệng. Ban đầu quý vị phát âm hơi khó. Swakato nghe cũng ngược miệng. Phakavata ngược miệng, Thammo ngược miệng, Sanditiko. Nhưng quý vị đọc lâu rồi đó, quý vị sẽ quen. Mà khi quen quý đọc rất là nhanh. Tình thưa quý vị đừng thấy tại sao chưa đang đọc nhanh, tại vì mình học kinh tùng á, bắt buộc phải đọc như vậy thôi. Và Swakato, Phakavata, Thammo. Thì chúng tôi có nói quý vị là mình tụng á là không ngắn không dài, nhưng mà khi mình học thì mình nên đọc đọc cho nó chính xác, rồi sau cái chính xác mình đọc nhanh. Nếu mà trước khi mình đọc nhanh mà không đọc chính xác á, thì mình không có nhớ giọng ngắn, âm dài. Giống như mình nói là Swakato Phakavata Thammo, Swakato Phakavata Thammo. Nhưng khi mình đọc nhanh Swakato Phakavata Thammo, đôi khi mình không có phân biệt được. Thành ra nhiều lúc mà mình phải tụng theo cái cách tác pháp Yidma, tức là mình tụng cho dài một chút. Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti. Tức là kéo dài, cái âm dài dài, nhưng mà trong cái dài đó nó vẫn có phần âm ngắn âm dài. Quý vị nghe cho kỹ. Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti. Nhưng mà quý vị đọc dài mà đã quen rồi đó, thì quý vị đọc nhanh trở lại. Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti. Giống như người ta tụng thần chú vậy đó. Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti Swakato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko Ehibasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti. Dạ. Và chúng tôi nhắc quý vị, đây là điểm sau cùng, là khi mà quý vị nghe truyền tọa từ siêu giảng đó, phân tích đó, giờ quý vị chờ chúng tôi một chút. Thì khi tọa từ siêu giảng đó, quý vị cứ nghe. Nhưng mà chúng tôi nói này có thể tọa từ siêu nghe rất là giận, mà quý vị đừng nhớ nhiều, nghe mà hiểu cái chữ thôi chứ đừng có nhớ nhiều. Tại vì quý vị nhớ về văn phạm nhiều, quý vị sẽ rối trí. Ví dụ như là chỉ Swakato, quý vị chỉ nhớ được là khéo khéo thuyết, khéo giảng, nhớ về thôi, chứ đừng có đi sâu văn phạm. Mà xuống rồi Akato, Akati, Akato nó từ Akati mà ra vân vân, đừng cần nhớ cái đó. Nghe từ tọa phân tích thì từ tọa phân tích tại cái bệnh duyên nghiệp đó, chuyên nghiệp là thường đòi phải giảng như vậy. Nhưng mà chúng ta nghe nói Swakato là khéo thuyết khéo giảng, Phakavata là bởi Đức Thị Tôn, và Thammo là pháp hay là giáo pháp, và Sanditiko là thực tế thực tiễn, thực hiện thiết thực, và Akariko là không có thời gian tính,
hay là vượt ngoài thời gian, không hoàn cùng với thời gian. Giới như Akadiko, Akadiko là vượt ngoài thời gian, hay là không có thời gian tính. Ehibasiko đến nhưng mà thấy. Obanajiko là có hiệu năng hướng thượng. Và Bachatang là tự mình. Meditapo là cảm nhận. Winyuhiti, Winyuhi là trí giả hay là người có trí. Khi mà quý vị nhớ những cái chữ như vậy đó, mà đôi khi quý vị không có cần phải nhớ nhiều về văn phạm cũng được, không sao hết. Tại trong thời gian đầu đó ai bắt nhớ văn phạm. Nhưng mà nhớ nghĩa như vậy, lâu ngày chúng ta sẽ có một vốn liếng từ vựng. Những cái chữ Swakato, Phakwata, Thamo, những cái chữ đó ở trong kinh rất là nhiều. Mà nếu quý vị đã nhớ cái nghĩa của chữ rồi, sau này quý vị đọc kinh quý vị rất là thích. Và chúng tôi bảo đảm quý vị là khi quý vị bắt đầu học vào trong các kinh văn, quý vị sẽ rất là thích. Tại vì mình nhìn sơ qua có thể là mình không có phân tích văn phạm được tinh tế như thực tập đời siêu, nhưng quý vị có thể hiểu mang máng cái chữ đó nghĩa là gì. Và Sokato là gì, Phakwata, Thamo là gì, Sandhisiko là lợi lắm. Và rất là lợi. Nên khi mà chúng tôi có chú thích trong phần ngữ và nghĩa đó, chúng tôi không có cố gắng để đào sâu chú thích vào cái văn phạm. Tại vì chúng tôi biết là mình chưa cần cái đó. Từ từ chúng ta cũng sẽ học đến đó, nhưng mà giai đoạn đầu thì cứ học, gọi là học học đại lược, học loáng thoáng. Nhưng mà quen được mặt chữ, nhớ được ý nghĩa tổng quát, như vậy là tốt rồi. Dĩ nhiên là quý vị biết cái cách này nó không, nó làm sự tội tự siêu rất là khó chịu. Đây khi sự tội nói cái gì đó, sự tội nói phải nó tới nơi tới chốn. Nhưng mà chúng tôi thú thật mà nói thì có nhiều khi tội nói quá quý vị cũng không nhớ được đâu. Do đó ở đây là chúng tôi có thiện tâm, chứ không phải là chúng tôi muốn gì. Thật ra không có sự tội tự siêu, chúng tôi cũng nói là nghe sự tội nói thì quý vị cứ nghe, nhưng mà không cần nhớ hoặc phạm nhiều. Thì tôi chịu nghe rất là tốt, sẽ buồn chúng tôi lắm. Tại sao mà bỏ công ra dạy mà quý vị không nhớ, nhưng mà thời gian này khoan nhớ. Tại vì thời gian này mà quý vị nhớ nhiều quá, tôi chừng quý vị sẽ không nhớ được gì hết. Và tẩu hỏa nhập ma đó, đừng không cần nhớ, chỉ nghe có đại lực. Rồi sau thời gian dần dần mình quen mặt chữ, quen cách đọc, mình quen tục ý nghĩa, từ từ mình sẽ thấm. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là quý vị phải kỳ vọng rằng sự tập từ siêu sẽ giảng ở trong cái cách mà đại lực được. Tại vì thượng tọa quen đứng lớp, thượng tọa quen giảng, tất cả là nghiên cứu. Ở đây chúng ta phải là đặt quá trọng tâm vào cái chuyện mà nghiên cứu, và quý vị trở thành những cái học giả chuyên về phản ngữ. Không phải như vậy, mà ở đây đó là chúng ta là quen với từ vựng, chúng ta làm quen với cách đọc, quen với ý nghĩa. Đại lực cũng được, đây là những bài học ban đầu. Cũng giống như khi nãy chúng tôi giảng về cái biến thể và bất biến thể, chúng tôi không có đi xa vào. Chúng tôi chỉ nói quý vị một điều rằng cái chữ mà quý vị thấy ở trong các câu này, nó là chữ đã có chia phần lớn, đã có biến thể, thành ra khó tìm vào trong từ điển. Thì chúng ta nên hiểu chuyện đó, đừng nghĩ rằng tại sao mà có chữ trong đó mà trong từ điển không có. Thì đó là vài điều muốn chia sẻ với quý vị ở cuối bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp với Đa Tham Ma. Kính truyền chư tăng đã vào rung để hỗ trợ chương trình đại lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư trung đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả. Đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Thank you.